vào ôn uh, coi thì uh, hôm qua thì uh, một số ôn coi cũng uh, uh, có những cái dấu hiệu mua bây giờ mình sẽ nhìn vào các ôn coi nhé thì uh, như là pp này Pepe cũng có dấu hiệu mua hôm qua thì thầy cũng đã cô anh chị em mua ở cái vùng hôm qua hôm kia khoảng uh, một một uh, hai uh, mươi bon uh, bon thì cũng có điểm mua và bây giờ thì hôm qua bon đã có những cái lúc tăng rất là mạnh và sau đó thì bon lại điều chỉnh floki floki cũng thế floki hôm qua thì floki không giữ được cái đà tăng và lúc floki giảm tiếp dogwit uh, thì uh, hôm qua cũng tăng nhưng mà từ sáng đến giờ đang là có cái sự điều chỉnh bread bread thì uh, như thế đã chia sẻ với các bạn ấy bread thì điểm mua nó không đẹp lắm not uh, not hôm qua À, cũng có hồi đấy thì có thể là nó sẽ tăng tiếp miro miro thì có điểm mua nhưng mà hôm nay thì lại tại thời điểm hiện tại thì nó đang bị điều chỉnh do là bitcoin với cả eth nó cũng đang uh, nó đang là điều chỉnh boba boba cũng vậy boba thì hôm qua là có tín hiệu mua và hôm nay điều chỉnh đây bạn này đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nhưng tuy nhiên thì những cái điểm điểm này thì mình có thể là thu gom vẫn vẫn là những cái điểm mua